Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Rio. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, nhập về Việt Nam là cuối năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp các bạn ạ. Biển số là một sảnh tiến rất là đẹp nhé, 30E 34560. Đấy, biển số thì rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chạy rất ít các bạn ạ, mới hơn 7 vạn km thôi. Và cái đồng hồ này chúng tôi cam kết với quý bạn là đồng hồ là cam kết chuẩn nhá, không tua. Vì chiếc xe này tôi mua được của một cậu em quen biết, cho nên là biết rõ nguồn gốc tôi mới dám cam kết là đồng hồ không tua. Và chiếc xe này tôi mua từ chiều ngày hôm qua đấy ạ. Tôi mua chiều ngày hôm qua là tôi đã quay được một cái video trực tiếp lên cho quý vị và các bạn xem, để quý bạn thấy được cái đồng hồ chuẩn của chiếc xe là tôi vừa mua xong tôi quay luôn ấy. Đồng hồ chuẩn có hơn 7 vạn km thôi quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe độ thêm rất là nhiều đồ các bạn ạ. Quý bạn xem này, toàn bộ đèn đóm rất là đẹp rồi. Đây là cái đèn thì nó có sẵn đèn bi rồi nhá. Chủ xe chỉ lắp thêm bóng siêu sáng thôi. Và đặc biệt chủ xe lắp thêm đèn nổ start top. Đấy, đèn nổ start top và gương gập điện auto theo khóa nhé. Bấm khóa là gương tự gập điện này. Màn hình Android này, cảnh báo Absolute Lốp tích hợp trên màn hình. Lát nữa tôi sẽ quay tôi giới thiệu cho quý bạn xem này. Cái bộ cảnh báo Absolute Lốp này rất là xịn quý bạn ạ. Đấy. Và rất là nhiều đồ chủ xe độ ra ấy, là camera hành trình này. Và những cái đồ mà chủ xe độ bỏ ra, ví dụ như bộ khóa đấy, khóa nguyên bản của xe này. Bộ khóa nguyên bản này. Rồi các thứ là chủ xe để hết ở trong xe đấy. Nếu như mà chúng ta mà không thích cái bộ này, chúng ta lại thể về nguyên bản được luôn quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe rất là chăm xe, toàn bảo hành bảo dưỡng tại Kia Giải Phóng luôn quý bạn nhé. Chủ xe vừa mới bảo hành bảo dưỡng cấp độ 7 vạn và thay hết toàn bộ dầu, kể cả dầu hộp số cũng đã thay rồi. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm luôn ạ, không phải bảo dưỡng nữa đâu. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn, hết luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng quý vị và các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2016 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2016 nhập khẩu nguyên chiếc này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về nội thất, ngoại thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe này nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mm-hmm.